Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền vệ Toni Kroos mùa giải BTB. Trước tiên là về khoản chuyền chọt, thì hầu như bất kỳ phiên bản nào của tiền vệ người Đức, anh đều cho thấy khả năng làm bóng siêu việt của mình. Ngay cả mùa cũ mà mình vẫn đang sử dụng là 19 UCL, Rod chuyền chọt vẫn khá ok, thì không có lý do nào để những mùa mới như BTB anh lại chuyền không hay cả. Bên cạnh những đường chuyền dài với độ chính xác cực cao, thì những đường chọc khe xuyên tuyến của tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Real Madrid cũng cho thấy sự lợi hại. Bóng không chỉ vừa tầm với đà di chuyển của đồng đội, mà thậm chí còn có thể giúp đồng đội của mình dứt điểm ngay ở nhịp chạm đầu tiên. Tóm lại, thì về khoảng phân phối bóng thì không có điểm gì để chê ở Toni Kroos. Về khoảng dứt điểm, những tình huống dứt điểm từ xa bằng đê chéo góc có phần hơi hiền nên thường không làm khó thủ môn đối phương. Nhưng với góc đủ rộng và nếu anh em kéo lực một cách hợp lý thì Rod vẫn có thể có một pha ra chân chất lượng. Bên cạnh là một lẽ tất nhiên, ZD vẫn là chân ngái của Rod cho những cơ hội dứt điểm ngoài vòng cấm. Nếu đối thủ đã để cho Rod ZD trong một tư thế thoải mái thì gần như trong hầu hết các trường hợp đối phương sẽ nhận lấy cùng một hậu quả. Nếu sub Rod chơi ở CAM, anh sẽ thường xuyên dâng cao và xâm nhập vòng cấm đối phương. Những tình huống dứt điểm của Rod ở trong vòng cấm theo mình là ở mức khá và anh em cần một chút sự nắng nót, nếu không anh có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn kiểu như thế này. Cũng tương tự như phiên bản EBS, Rod phiên bản này cũng đã được nâng cấp nhiều ở khả năng phòng ngự, chủ yếu là ở các tình huống phán đoán và các đường truyền của đối thủ. Còn kỹ năng tắt bóng thì ở mức ổn, nó chưa phải là những tình huống tắt bóng đủ sự gọn gàng. Nhìn chung thì anh em vẫn nên có cho mình những CM hoặc CDM chuyên về thủ hơn đã cặp với Rod để hỗ trợ thêm cho anh. Tốc độ của Rod mùa này cũng đã được nâng cấp thêm và nó hỗ trợ thêm cho anh cho những tình huống mở tốc độ quãng ngắn, kiểu như trong những pha tăng tốc và xâm nhập vào vòng cấm đối thủ. Về khả năng cầm và giữ bóng thì cũng không khác nhiều các phiên bản trước. Anh xoay sở có phần hơi cứng, nhưng nếu anh em đã quen chơi Rod các mùa trước đây thì đây cũng không hẳn là một chuyện gì to tát. Khoảng sức mạnh của Rod nằm ở mức trung bình khá. Anh vẫn còn thua thiệt trong khả năng tranh chấp ngang vai. Anh sẽ tranh chấp ổn áp hơn trong những tình huống anh có lợi thế chạy lên trước đối thủ hoặc trong những pha đè xe che bóng. Tổng kết lại, Toni Kroos mùa giải BTB có tốc độ đủ dùng, xoay sở ổn nhưng hơi cứng, tranh chấp trung bình khá, chuyền chọt thượng thừa, dứt điểm ở mức khá nên ưu tiên những pha ZD để có tỷ lệ làm bàn cao hơn và khả năng phòng ngự ổn. Nhìn chung thì nếu không ngại về lương bổng thì đây là mùa giải theo mình là đáng chơi nhất ở thời điểm hiện tại của Kroos. Và đó là bài review của mình về Toni Kroos mùa giải BTB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.